anh em nhé, đây là hàng rắn này, anh em nhìn chưa, để em bỏ với cái, anh em nhìn chưa, đây này, với rắn cho đây em lấy cho anh em xem một mẫu nhá, đây là ngay cửa hàng luôn, đây, anh em nhìn tia chưa, đây này, đây này, chờ nó bay mất, đây đây, còn lại đây, anh em nhìn. Đấy, nhìn chưa? Để với rắn nhá. Để sẽ đào nó nhỏ. Ở một số địa hình nó rất là khó nhảy nhá. Đấy, bên trong bên kia là một cái gốc cây. Đấy, ở một gốc rất cao. Đẹp lắm, hàng cao lắm đây. Anh em xem cả cảnh luôn. Nó bướm một cái tí cho cây anh em nhìn chưa. Thế mềm mềm không? Có hàng rắn.
Còn giá to phết đấy luôn. Giáo ấy. Vâng. Không phải hồi mang. Có lỗ rồi. Đây này. Đó to không nha. Đây là cái cân. Mọi người. Anh mà nó leo ở cây nhẹ. Nhẹ thôi hả? Không thật. Cái tiếp đào cái dưới kìa. Nó lốt xeo cả đôi này. Có khoác này. Khoảng 1 này 2 đôi. Xeo cả răng đi. Nó tháo à? Có mang một cháu ớt thả cầm không? To nhé. Giáo to à? Thì.